11 tháng của năm 2022 đã giải quyết hơn 39.000 vụ án hình sự, so với năm 2019 trước thời kỳ Covid-19 giảm 13,71%. Đây là số liệu được đại diện Bộ Công an báo cáo chiều nay cũng trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 năm 2022. Giải quyết 39.755 vụ án hình sự, các đơn vị của Bộ Công an cũng đã tập trung đấu tranh triệt phá 590 băng nhóm tội phạm, giảm 54,96% so với năm 2019 trước thời kỳ Covid-19. Báo cáo của thanh tra chính phủ và Bộ Công an cũng nêu rõ, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022, tình hình công dân khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng 9 năm 2022, nhất là các đoàn đông người. Đáng lưu ý, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước còn xảy ra một số vụ phức tạp về an ninh trật tự. Trong số đó, có nhiều vụ xuất phát từ tranh chấp dân sự, kinh tế liên quan đến đất đai, khai thác mặt nước giữa các cá nhân với nhau, như trường hợp sử dụng băng nhóm xã hội đen để giải quyết tranh chấp đất tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trước tình hình an ninh trật tự còn phức tạp, Ban dân nguyện của Quốc hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục có giải pháp mạnh mẽ quyết liệt nhằm ngăn chặn xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng băng nhóm xã hội đen để giải quyết tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là địa bàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đánh bạc qua mạng cá độ bóng đá